Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hiện ở tiệm đang có những dòng xe MTB này ạ. Nhiều xe MTB quá. Quý cô chú anh chị xem thấy có kết chiếc nào thì xin alo qua Zalo cho em ạ. Chiếc đen này rút bảng giá rồi. Vậy là có người chốt rồi ạ. Yên có vẻ tốt. Khung sườn sản xuất ở Taiwan.
Hình như chiếc này khung carbon thì phải, khung còn đẹp quá. SNLX ghi đông carbon đẹp dễ sợ luôn. Chiếc này là chiếc Santa Cruz. Ghi đông đẹp lắm. Xe đẹp quá. Mấy chiếc mà rút bảng giá rồi là khách chốt rồi ạ. Dạ, video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.